Hello mọi người, nay là cuối tuần á, tụi mình đang ở chợ trời thì bên Mỹ cuối tuần người ta hay tổ chức chợ trời á mọi người, bán đồ ăn rồi các thứ rau quả, nó như một cái farm, nó như kiểu như nông trại cuối tuần vậy ở ngoài trời á. Để mình quay cho mọi người coi nha. Mời mọi người đi theo mình đi tham quan chợ trời nha. Bên này người ta có đồ ăn nè. Cái chợ trời ở đây người ta tổ chức lớn ngay cái chỗ địa điểm này nè, tổ chức lớn. Mà cũng không phải là cuối tuần, ở đây có rau củ quả, dưa hấu, kiểu ở trong nông trại người ta đem ra đây người ta bán. Không phải, cũng không phải là cuối tuần người ta tổ chức đâu. Cái này như là một tháng một hai lần à, không có nhiều, nên là rất là đông người. Nó tổ chức từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Cái này là mứt nha, các loại mứt, mứt dâu, mứt quả. Sàn chó đẹp chưa? Bên này rau quả còn ít à, người ta bán cũng gần hết rồi. Bên này có cái chị kia hát. Giọng hay ha mọi người. Trong này là cái hàng ăn nhiều á mọi người, còn ở phía ngoài kia người ta bán mấy cái đồ linh tinh nhiều, còn trong này là chủ yếu là hàng ăn. Cái này nước nước mình thấy nó người ta bỏ là cái gì, dưa leo với lại cái cành tây á, với lại củ dền gác gác hết rồi, bên này hết rồi. Đây là sắc hơn. Bên này bán bí đỏ mọi người, chuẩn bị Halloween á, nên người ta đem ra người ta bán để đem về trang trí nhà Halloween. Đây là rau củ quả. Bên này là tinh dầu này. Đủ thứ hết mọi người, thích gì có ấy. Cái này là cây cối. Cây nha đam kìa mọi người. Nha đam một chậu nhỏ, nhỏ tí à, 5 đồng một chậu nhỏ tí. Xem bên này bánh, đa số bánh là nhiều. Hết rồi á mọi người.
chủ yếu cuối tuần á người ta đi dạo quanh đây nè. À, qua bên cái hà bên này nữa. Để mình đi thẳng qua bên kia coi có gì nè. Còn bên đó nữa. Đây là xà bông rồi mọi người. Xà bông handmade. Thơm ghê. Con chó. Còn bên này là rau củ quả. Oh sorry. Để coi bên này. Bên này cũng dưa hấu đồ ở trong farm người ta đem ra nè. Trời nó dài tú. Đằng kia mọi người bên này có một trang nữa. Kiểu nó ba nhánh. Bên này là popcorn. Bên này bánh ngọt. Bên này nước với bánh ngọt nè. Ôi bên này có hoa. Farm fresh. Bán hoa với lại trứng. Giờ người ta cũng gần dọn rồi á mọi người, nên là cũng ít người rồi, hồi nãy đông á. Bên này tranh vẽ, bán tranh vẽ. Oh, hi. Oh my god, bạn của chồng mình. Hi. I made a video. Oh, you, you, video. You want to? Hi. À, sẽ... bạn ấy bán sinh tố với lại dạ yeah, với lại trà đồ đó. Không. No 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 smoothie today. No? No no. Just tea. Uh-huh, it's tea. So we have like a rose tea, an immunity. Yeah. And then chamomile and lavender tea. Oh. Yeah, it's good to see you. Yeah. I come hug you, but yeah. Thì bữa nay có trà thôi mọi người. Okay. Oh, thì đây right. Mọi người. Yeah. I should have handed you your tea for your video. Thì đây mọi người, sau một hồi nói chuyện thì mua một cái trà. What you say? Lemonade. 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 Cái đó trong này có nước chanh nè, với lại cái gì ta? Nãy nói quên rồi ta. It have a lemon. Oolong, lemon, uh-huh. Lime, uh-huh. Garcinia, Camosa, green tea, uh-huh. Garlic, uh-huh. Orange. A lot. Okay, I like it. Nói chuyện hồi thì chợ cũng tan luôn mọi người. Người ta chuẩn bị dọn rồi, còn cỡ 10 phút nữa người ta dọn rồi nên thôi không có đi mua được gì hết. Trời ơi, đây chỉ có bình nước. Hello mọi người, thì bây giờ tụi mình đang đi dạo. Mọi người thấy có nhiều lá cờ không? Quá trời lá cờ đây. Đây, không chỉ vịt biết rồi. Bên cái hồ á mọi người, thì đây lá cờ. Cái lá cờ người ta bỏ quanh cái hồ này luôn. Thì hôm nay là cái ngày 11 tháng 9. Ngày người ta tưởng nhớ tới cái cuộc khủng bố của năm 2001 của nước Mỹ, là cái ngày theo chồng mình nói thì người ta khủng bố bằng hai chiếc máy bay. Thì hai chiếc máy bay khủng bố nó đâm thẳng vào hai cái tòa nhà, hai cái building cao ở New York City, thì nó làm rất nhiều người chết. 2.977 người chết, và trong đó là có 19 người ở trên cái máy bay á, nên cũng chết rất là nhiều người, nên là hôm nay là cái ngày tưởng nhớ của mười mấy năm về trước. 10 năm à? Đâu?
20 năm về trước, người ta sẽ cắm lá cờ quanh đây để tưởng nhớ những người đã chết. Rất nhiều nha mọi người. Cái lá cờ đó quanh đây. Đó. Quanh hồ. For each person to die. Chồng mình nói là người ta cắm 2977 lá cờ tượng trưng cho 2977 người đã mất cái ngày. Nên giờ người ta cắm là 2977 lá cờ. Mỗi lá cờ là tượng trưng cho một người đã mất. Rất là nhiều luôn. Quanh cái hồ này luôn, quanh bờ hồ luôn. Mà không phải là một mình, mỗi cái chỗ tụi mình ở mới làm vậy. Ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ người ta đều làm vậy luôn nè. Hồi sáng thì tụi mình đi ở ngoài đường á, thì có một đoàn xe cảnh sát đi ngang qua thì kiểu có còi nữa, còi hú đâu á. Mình tưởng là có tai nạn hay là gì mà không phải. Người ta đi qua rồi có xe tăng đồ đi qua nữa. Rồi người dân hai bên đường á, người ta đứng lại vẫy tay chào, kiểu tưởng nhớ, tưởng niệm á. Trời ơi, quanh cái bờ hồ này vịt không là vịt mọi người. Bồ câu nữa kìa, đẹp ghê chưa. Ôi rùa, trời ơi. Chồng mình kêu ơi, nhìn đâu kia kìa, hòn đá. Mọi người thấy không? Trời ơi, rùa 1, 2, 3, 4, 5 con ở trên cục đá. They want to get dark. They want to go back. Ha ha. They want to get dark, so they're just like on the sun. Chồng mình kêu tụi nó đang tắm nắng. Để mình xuống như thế này. Trời ơi, dễ thương chưa? Vịt nha, rùa nha, bồ câu nha, chơi chung với nhau vậy. Yeah, they're getting a good color again. Color. Chồng mình kêu tụi nó tắm nắng. I scared, you scared them. You scared them. Tụi nó tắm nắng ở dưới hồ này, rùa nhiều lắm mọi người. Nó nổi ở trên bề mặt nhiều. Trời ơi, vịt nữa kìa. Dễ thương chưa? Chồng mình kêu tụi nó đang tắm nắng để có một làn da nâu. Lá cờ đẹp ghê. Vịt nha. Quá trời vịt luôn. Buổi trưa nắng. Bây giờ mấy giờ rồi? 2 giờ chiều. Thì đây mọi người, chỗ mình ở rất là nắng luôn. Nắng như phan rang vậy á. Nắng nóng mà vẫn có thông nè. Thông vẫn mọc được. Ghê không? Tụi nó đang đứng ngắm nè. Nhiều lắm luôn mọi người. Quanh hồ luôn á, là tụi nó. Rồi, cái cảnh lá cờ đẹp kìa. Mà sau cái cảnh đẹp đó là một cái câu chuyện buồn. Bữa giờ mình không biết. Mấy ngày giờ thấy cắm, mình tưởng là cái gì cho nó đẹp hay là sao, giờ mới biết luôn. Đi dạo đúng một vòng bờ hồ. Hai mọi người, thì bây giờ tụi mình đi ăn phở. Hello, mọi người. Kỳ gì? Đây, phở. And more. I thought she went that way. I thought she said it got... Okay. Yeah. Dạ, hai người. That's our spot. Yeah. It's the same spot number 5. Đây mọi người,
Để mình coi ở đây có cái gì. À đây là lần thứ hai tụi mình vô đây ăn rồi. Lần trước mình ăn phở ngon rồi. Ở đây cái phở nó đậm vị, nó ngon, ăn được. Ở đây người ta có cơm gà này, phở, rồi cua, tôm, chả giò, chả giò tôm, tôm cuốn. Phở nó bị sao vậy? Ý là sao mà nghe không dính này. Gỏi cuốn thịt nướng, gỏi tôm thịt, rồi gỏi cuốn, gỏi như cánh gà chiên nước mắm nè, mực rang muối, tôm rang muối, đậu hũ rang muối, gỏi tôm, gỏi bò ủi gà, phở, phở tái, phở nạm, phở bò viên, phở gì cũng có, phở lộn xộn. Why you look at me like that? Tự nhiên nhìn cười. Phở tôm, phở gà, cơm gà nè. Đấy nè, bánh, ồ có bánh mì thịt nướng nè. Cơm đùi gà, cơm sườn bò nè, cơm sườn nướng nè, cơm sườn bi chả giò nè. À không, sườn bi chả, chả trắng. Cơm chiên, tôm, bò gà, trời nhiều quá. Bò né nữa, bánh xèo nữa nè, cuốn bò Huế nè. Bún thịt nướng, ăn gì ta? Đồ uống thì có sinh tố nè, trà sữa nè, cà phê nè. Bên này mấy cái đồ uống trong chai, nước chai, bia. Tụi mình đã order xong, đồ ăn đã ra. Hi. Speak Vietnamese. Hello mọi người. Xin chào. Xin chào. Để đây mọi người, để mình quay. Mình order một phần bún thịt nướng với lại một phần chả, cái gì ta? Chả giò tôm, đúng không? Với lại chồng mình order một phần phở hải sản mà nó có ít thanh cua với lại một hai con tôm à. Đó, với lại rau. Đúng vị Việt Nam mà. Ngon. Cái bún thịt nướng. Cái phần bún thịt nướng của mình là 12 đồng mấy, gần 13 đồng mà. Cho một phần. Còn ê kế, kế. Ê kế. Yes, yes. À, phở ngon, thì đúng là phở ngon. Mình có lấy ra một chén nước phở của ông chồng mình. Tại thấy nó ngon. Ăn được. Cái phần phở của chồng mình là bao nhiêu ta? 11, 12 đồng vậy á. Hay là 11 đồng mấy vậy á. Ăn được mọi người. Còn cái này là đây, cái này cái cuốn chả giò tôm nè mọi người. Phần hai cuốn mà mình ăn có, mình ăn một cuốn rồi, còn một cuốn của chồng mình. Thì phần hai cuốn này thì nó 4 đồng mấy, gần 5 đồng. Ăn được mọi người. Thì cái tiệm này là của người Việt Nam luôn. Nên vô đây nói tiếng Việt Nam sướng. Ở nhà đâu được nói. He's trying to like... Huh? He's trying to like why, record me when I eat, huh? Yeah. Why? Why not? Chồng mình kêu sao cứ quay, quay cứ canh lúc ổng ăn là quay vậy. Vui. Ai biểu nãy giờ kêu quay không quay, không chịu quay mà. Kêu bữa nay ngại. Bữa ngại bữa không hay sao? Sài Gòn. À, tụi mình có order đây mà. Hủ tiếu, hủ tiếu. Cái ly gì ta? What? What's it? Green Thai tea. Trà Thái xanh đúng không? Trà Thái xanh, quên cái tên mất. Tụi mình kêu trà thái đỏ mà hết rồi. Trà thái xanh cái mùi nó lạ hơn tí. Uống cũng được, cũng ngon. Cái món rượu của hai đứa, trà thái. Đi đâu cũng trà thái. Quán này cũng có nhiều người Việt Nam vô ăn. Quán này bán được. Nhiều quá mong.
Yeah. Bữa nay ông đổ trứng với mọi người. Thường ngày thích quay lắm, bữa nay không quay mà. What is that? That is what you sing to me. Sing. Hold on. I recall. It's okay. They can hear you sing. She sings this song to me all the time. Back when she was in Vietnam, but she don't sing to me no more. Cái tự nhiên đang quay kiểu mình hát. Tại cái bài này là bài của ý là bài của hai đứa thích đều thích hồi xưa thì lúc yêu xa. Đứa ở Việt Nam, đứa ở Mỹ thì ổng hay kiểu ngày nào cũng hát cái bài này. Ok, thì sẽ hẹn mọi người vào video tiếp theo nha. Giờ tụi mình ăn xong rồi, tụi mình sẽ về nhà. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Ông kêu sao mỗi lần ông nói tiếng Việt là mình cười. Mà thiệt ra tiếng Việt ông nói nhìn không phải là mắc cười, nhưng mà nó dễ thương nên cười chứ không vậy. Mà ổng không tin, ổng kêu chứ nói sai sao mà cười đâu có. Nói đúng nhưng mà kiểu dễ thương á, kiểu nó lớ mà. Ok, tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye bye mọi người, chúc mọi người một tuần mới. À, cuối tuần vui vẻ. Bye bye mọi người.